Em gái, đi đâu vậy? Có tiền không? Cho anh vài đồng bạc lẻ ăn sáng đi. Anh làm gì vậy? Tôi không có tiền. Để mấy anh đi ra đi. Nói gì kìa mày. Nhìn là biết con nhà giàu có rồi. Thật nó không có tiền. Ngoan ngoãn có bao nhiêu tiền móc đưa cho tụi anh đi, tụi anh tha cho. Đúng rồi đó, có tiền đưa nhanh đi. Tôi, mấy anh đừng có làm bậy nha, tôi không có tiền đâu. Tôi la lên đó. Tôi cái gì hả? Anh nói nhỏ nhẹ không nghe phải không? Bây giờ làm sao? Đưa tiền đi không? Nhanh. Tôi không có tiền, mấy anh đi ra đi. Chạy đi. Không, đừng. Nè, cái người làm cái gì vậy? Tránh ra. Nè, mày là ai vậy hả? Hai người đàn ông con trai mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái, coi vậy mà được hả? Ở đâu ra vậy? Lên mặt dạy đời thằng này hả? Xích dài dai rộng, tay chân lành lặn, chứ đâu có đuôi, heo què cái gì đâu. Sao không đi kiếm công ăn việc làm, suốt ngày đi ăn chặn vậy? Mày, thằng nó bán giấy số kìa. Lấy giấy số, lấy tiền nó luôn. Giấy số đây. Đưa tiền đi. Bỏ đi, tôi không có tiền. Bỏ đi. Cái gì vậy ông già? Làm gì vậy hả? Ban ngày ban mặt mà giúp đồ người ta hả? Ông nói bậy bạ gì ông già? Ai làm gì hả? Rõ ràng chó hả mày? Chó chó cái gì? Nó khùng nó đi. Đi mày. Hai thằng khốn nạn, lần sau tao gặp nữa là chết cho tao nha. Con có sao không? Dạ con không sao. Con không sao hết á. Hồi nãy tụi nó chặn đường xin tiền con, may mà có bạn giúp. Thôi con không biết phải làm sao luôn á. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Trời ơi, nãy mà không có bạn tôi không biết phải làm sao luôn á. Tay bạn có sao không? Trời, cái này có một chút xíu à. Ngủ giấc tới mai là hết mà, không sao đâu. Đâu có được, hồi nãy tụi nó đánh mạnh quá trời nè. À, ba, hay là mình đưa bạn về nhà tha thuốc đi. Đâu có được con. Đâu phải muốn đưa ai về nhà là đứa, lỡ có chuyện gì sao? Con, ba dạ. Cảm ơn con nha, đã giúp con bác. Dạ. Con cầm tiền gọi đi mua thuốc tha cái tay với mua thuốc uống con. Dạ dạ thôi con không có nhận tiền đâu. Tại vì á con đi ngang qua á, con thấy bạn gặp nạn á nên là con lại con giúp thôi, chứ con không phải như cái tụi kia mà lấy tiền rồi này nọ. Không sao đâu, con chỉ bác cảm ơn con đã cầm đi. Dạ dạ thôi con không có nhận đâu, con cảm ơn bác. Dạ. Con. Bạn ơi. Bạn. Ba. Bạn đó con thấy đâu phải người xấu đâu, bạn mới giúp con mà. Gặp một lần sao con biết ai xấu ai tốt? Chứ thời buổi bây giờ nó khó khăn, cái tụ giang hồ á nó dàn cảnh cướp như thiệt vậy đó. Ba dặn con nè, đây gặp tới không có giao du như người ngoài đường, biết ai tốt ai xấu đâu, phải tránh ra để bảo vệ bản thân mình chứ, nghe không? Dạ. Thôi đi về. Dạ con nhớ rồi. Đừng cứ đi cái lối này. Mày nói gì vậy? Đi theo tôi nè. Bỏ tôi ra. Bạn đừng lại gần tôi nữa. Ba tôi sắp đón ngoài kia rồi. Với lại ba tôi không có thích bà. Nhưng lỡ ba tôi thấy lại không có hay. Nhưng với lại tôi cũng không có tiền để mà bà lợi dụng đâu. Nè tôi thôi, không đi đó. Ba đi ra đi. Nè đừng có đi cái lối đó. Ơi. Hello cô bé. Đi đâu vậy? Nhớ anh không? Gì? Anh định làm gì? Anh làm gì đâu. Anh hỏi thăm sức khỏe một xíu thôi. Làm gì căng vậy em gái? Anh đừng làm gì vậy nha. Tôi la lên tôi báo công an đó. Báo đi. Em báo công an đi. Báo. Anh con chạy hả? Có giỏi chạy đi. Chạy tao coi coi. Đi ra đi. Chạy đâu hả? Chạy đâu? Mày tới số rồi con. Bỏ tôi ra. Mày lấy đồ này ra. Nhanh. Bỏ hả? Tao bỏ. Bỏ tôi ra. Bỏ bạn tôi ra. Buông ra. Bỏ tôi ra. Buông ra. Bạn ơi, ráng ăn đi, đi lấy lại sức khỏe. Dạ, con chào bác. Con thấy trong người sao rồi, có đỡ hơn chưa? Con có đau chỗ nào cứ nói với bác, đừng có ngại. Tiền viện phí bác lo hết cho nha. Dạ, con không có sao. Hơi ê một chút thôi à. Bác với Linh cũng đừng có lo. Lúc đó mà không có con, không biết con Linh nói làm sao nữa. Bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ,
Thực ra là lúc đó con có đi ngang qua thì có nghe hai tên cướp bàn chuyện là bắt cóc Linh, nên con mới chạy lại để cảnh báo Linh rồi, mà Linh không có chịu nghe, còn hiểu lầm con nữa. Mày mượn tiền tụi tao khi nào mới trả hả mày? Dạ anh ơi, anh thông cảm cho tụi em thêm 3 ngày nữa được không anh? Tụi em đang lo tiền trả cho anh á. Cái gì? 3 ngày hả? Tao cho kỳ hẹn trong ngày hôm nay, nếu mày á mà không trả tao lấy cái lỗ tai của mày á. Anh ơi, alo. 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 Sao mày? Sao chăng cái gì nữa? Ông nói trong ngày hôm nay không có tiền trả cho ông á là ông lấy cái lỗ tai đó. Sao đây ta? Mày có cách gì không? Dám chơi lớn không? Chơi lớn là chơi làm sao? Mày còn nhớ cái con nhỏ nhà giàu hay đi học của tụi mình chặn đường không? Tao nghe đồn nhà nó giàu lắm. Bây giờ tao với mày lên kế hoạch bắt nó, đảm bảo khi ông già nó nghe tin sẽ lòi tiền ra để cứu nó. Dám chơi không? Mà mày làm gì thấy ổn không mày? Mày sợ cái gì? Bây giờ làm sao? Không có tiền trả bên kia người ta lấy lỗ tai đó, mày chịu không? Bây giờ chơi kèo này đi, tao với mày chỉ hù nó thôi, không có đụng chạm gì nó hết. Sợ cái gì? Nếu chỉ hù thôi thì được nha. Chơi. Đây. Đây là lần thứ hai Ngọc cứu tôi rồi. Vậy mà tôi còn thái độ không tốt với Ngọc nữa. Ngọc cho tôi xin lỗi nha. Bác không xin lỗi con. Lỗi do bác nghi ngờ con không tốt. Bác cấm Linh giao lưu với con đó. Dạ, không có sao đâu bác. Con hiểu mà. Miễn sao á là con không làm gì sai, với lại mọi người không sao là con mừng rồi. Bà có dạy con là dù có như thế nào đi nữa thì cũng phải biết giúp đỡ người khác. Bởi vậy ngoại mới cho con đi tập võ để giúp người á. Ủa con sống với ngoại rồi ba mẹ con đâu? Dạ từ nhỏ thì ba với mẹ con đã bỏ nhau, sau đó giao con lại cho ngoại. Ngoại chăm con được một thời gian thì ngoại đổ bệnh, rồi ngoại mất. Giờ con phải lang thang bán vé số để kiếm sống qua ngày. Thấy thương Ngọc quá à. Mình bằng tuổi nhau, trong khi tôi làm gì cũng không ra hồn hết, thì Ngọc đã phải lăn lộn để kiếm sống. Ngọc làm tôi thấy xấu hổ quá à. Thôi, có gì đâu, mỗi người một hoàn cảnh mà. Đây là lần thứ hai Ngọc cứu tôi rồi. Vậy mà tôi còn thái độ không tốt với Ngọc nữa. Ngọc cho tôi xin lỗi nha. Nghe chuyện của con, bác thương quá à. Bác tính vậy đi, gia đình bác thì có hai cha con thôi. Bác sẽ làm thủ tục nhận con về làm con nuôi. Con với con của bác cùng trang lứa với nhau. Thôi, hai chị em về ở chung nhau vui vẻ. Con thấy thì sao? Con cảm ơn bác. Rảnh rỗi lắm hay sao? Suốt ngày ra đây tám chuyện vậy? Mà đồ đạc gì đây? Bãi biển đây tùm lum hả? Bộ nhà mình giàu có dư giả lắm hay sao? Suốt ngày đem hết đồ này cho người này người kia là sao? Không phải, thì tại đồ của mình mà cũng đâu có vừa đâu, để trong nhà chật. Nên em thấy chị tội quá em cho chị. Không có cho cái gì hết á. Còn cô nữa, tôi thà tôi đem mấy cái đống đồ này tôi bỏ vô thùng rác còn hơn là cho mấy cái người như cô. Suốt ngày giả nghèo giả khổ than gì à, tôi khổ lắm, tôi nghèo lắm, con tôi bệnh, mẹ tôi đau, xin xỏ người này người khác, buông ra tỏ vẻ đáng thương không à. Tôi không có chấp nhận cái loại người đó, nghe chưa? Em nữa, qua đây. Mai mốt đừng có tốt lành như vậy nữa, người ta sẽ lợi dụng đó, nghe chưa? Rồi người ta lừa gạt, người ta dụ dỗ đem hết tài sản nhà đi luôn hả gì? Đi vô nhà, không có cho đồ đạc gì nữa hết, đi vô. Thôi, vô rửa tay ăn cơm. Ủa? Đâu rồi ta? Rõ ràng sáng nay mà để đây mà. Đi rồi. Ủa anh, anh làm cái gì mà kiếm lum la vậy? Bệnh mất gì hả? Sáng giờ em thấy cái sắp giấy báo anh để đây không? Sắp giấy báo này hả? Ừ, anh có để đồ quan trọng trong đó đó. Trời ơi, cái gì mà đồ quan trọng mà anh bỏ trong giấy báo? Nhưng mà ý là bây giờ anh hỏi nè, em thấy cái sắp giấy báo ở đâu không? Có. Ở đâu? Em gom em cho chị lao công rồi. Cái gì? Em lấy giấy báo, em gom em cho chị lao công. Ừ. Trời ơi, chết anh rồi, Thu ơi là Thu. Sao chết? Sao không hỏi ý kiến anh?
tự nhiên hỏi ý kiến thì bây giờ báo chứ để tùm lum làm gom đi cho người ta chứ để làm gì. Anh bỏ 20 triệu trong đó đó. Cái gì? 20 triệu? Đúng rồi. Ủa mà sao anh có 20 triệu anh không có đưa cho em? Thì cái gì? Nhưng mà thôi đi, quan trọng bây giờ anh với em phải đi tìm chị ta liền, để không thôi á chị ta đem số tiền đó về nhà chị ta giếm luôn đó. Anh nhìn là anh nghi rồi, anh nhìn cái người á mà buông ra xin cái này xin cái kia là biết cái tính tham lam rồi. Thôi đừng nói nhiều nữa, đi. Đó, em thấy chưa, đảm bảo là cô ta cầm 20 triệu bỏ trốn rồi đó. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có giao du với mấy thể loại người đó, không chịu nghe. Bây giờ sao, thấy hậu quả trước mắt chưa? Mắt trắng 20 triệu rồi đó, ngày mai làm sao đòi lại được đây? Mệt anh quá, cái đó là do lỗi của anh chứ bộ. Anh chủ quen rồi, anh quăng tùm lum tà le, đã đổ thừa người ta. Mẹ em chưa hỏi anh á là tại sao anh có tận 20 triệu lận. Sao chị hả? Chị Thu Trời, gặp anh chị ở đây tôi mừng quá. Nè, chị kia, chị biết nãy giờ tôi tìm chị không? Tiền tôi đâu? 20 triệu bỏ trong tờ giấy báo, có nhặt được không đưa đây, đừng có chối là không nhặt được nha. Dạ đúng rồi, tôi có nhặt được số tiền này nè. Đưa đây, tôi biết ngay là cô nhặt mà. Định giấu, định giếm luôn hả vậy? Anh, cái gì mà anh nói cơ sở kỳ quá vậy hả? Chị ấy đã nhặt được rồi hả? Tìm mình để trả nữa, mà anh cơ sở kỳ vậy? Anh làm như là ai cũng có tính hả? Hẹp hòi muốn cướp tiền của anh không bằng à? Dạ, lúc mà tôi thấy số tiền này nè, là tôi chạy tới đây á, tôi sợ anh chị lo nên tôi đi tìm anh chị để trả lại. Vợ chồng chị Thu cho vợ chồng mình quá chừng đồ mới luôn anh. Mấy cái đồ này ha, hai vợ chồng mình mặc tới năm sau chưa hết luôn á. À, để em soạn một mớ em gửi về quê cho mẹ, với lại chia cho mấy đứa em ở dưới quê nó mặc anh ha. Được đó em. Cái quần này anh mặc đi làm được nè. Trời đất ơi, tiền đâu mà nhiều vậy em? Chắc không trời cho mình hay sao á. Bao nhiêu đây á, chắc đủ vợ chồng mình trang trải được mấy tháng tiền nhà tiền ăn đó em. Ủa, anh lấy tiền này ở đâu vậy? Trong cái thùng giấy em mang về nè. Trong mấy cái tờ báo này á hả? Đúng rồi. Vậy chắc là tiền của vợ chồng chị Thu rồi. Anh đưa đây, em trả cho người ta, chắc người ta xót tiền lắm á. Em, giờ mình giữ mình xài đi, mình không nói ai đâu mà biết. Trời ơi, đưa đây cho em đi. Mình nghèo cho sạch, rách cho thơm. Với lại á, vợ chồng chị Thu á, cũng cho vợ chồng mình cái này cái kia nhiều lắm rồi. Bây giờ mình lấy tiền của người ta, mình giấu làm của riêng như vậy là thất đức lắm. Để em đi trả cho người ta, chứ người ta mất tiền người ta xót lắm. Em đi nha. Dạ chị ơi, cho vợ chồng em xin lỗi chị nha. Tại vì nãy chồng em cũng nóng tính quá nên vậy. Chứ ở gặp người khác mà lụm được chắc vợ chồng em mất luôn rồi. Ủa mà chị, sao mà chị biết số tiền này là của vợ chồng em vậy? Là tại vì á, nguyên cái khu phố này nè, chỉ có duy nhất nhà anh chị á, là lúc mà đổ rác á, là có phân loại rác ra, rồi còn để riêng mấy cái rác tái chế lại á, để cho tôi đem bán nữa. Cho nên lúc mà tôi soạn cái đống mà giấy báo mà chị cho tôi á, thì tôi thấy số tiền này nên tôi chắc chắn là của anh chị. Thấy chưa, em nói với anh rồi mà, chị á, mà lụm được chắc chắn là chị sẽ tìm mình trả, chứ đâu phải mà chị giếm vậy. À, chị ơi, chị cho tôi xin lỗi nha. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm vì đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây trả lại số tiền cho tôi. Với lại mấy ngày hôm nay tôi có cư xử hơi quá đáng, chị thông cảm, chị bỏ qua cho tôi nha. À, quên đây, tôi có một ít tiền nè, chị cầm nha. Thôi, chị cầm đi, coi như tôi hậu tạ cho chị. Thôi, không có hậu tạ gì hết á. Chị Thu ngày thường cho tôi nhiều lắm rồi. Mà thôi, để tôi chạy về nhà còn đống rác ở nhà. Chồng tôi cũng đang soạn nhạn mình nóng, để tôi về làm cho kịp. À, chờ anh chị tôi về nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Chị em cảm ơn. Hên ghê á, anh tưởng đâu á là mất trắng 20 triệu à, cũng mai tìm lại được, mừng ghê. Về vui rồi ha, mừng rồi ha. Bây giờ đến lượt tôi xử anh nè. Nói ở đâu ra có 20 triệu mà dám giấu vợ hả? Nè, nếu như không nhờ mà cái vụ mất tiền này, tôi đâu có biết được anh có quỷ đen với tôi. Bây giờ giấu để nuôi con nào đúng không? Đúng không? Đi chơi gái đúng không? Đã, buông ra đi. Tao muốn chết luôn à. Làm gì nuôi gái gì đâu. Anh cái này á là cái số tiền anh đi làm thêm, anh dành dụm, anh để dành anh lo cho gia đình. Chứ anh nuôi gái bao gái gì đâu. Lo cho gia đình hay lo cho con nào hả? Anh xin đính chính lại một lần nữa, anh không bao giờ có chuyện đó xảy ra, nghe chưa? Đính chính không có chuyện gì xảy ra. Thì bây giờ lo cho tôi xung vật con quỷ. Em
sao lấy hết vậy? Cho anh hết lại đi.